chuyện gì vậy? Nửa đêm rồi con chưa ngủ hả? Con có chuyện muốn thưa với má. Chuyện gì? Nói đi. Chuyện của chồng con đó má. Đêm nào anh cũng đợi con ngủ say rồi lén qua phòng con Huệ, giống như là đêm nay vậy nè. Đáng lý ra là má dặn đêm nay anh phải ngủ với con, vậy mà anh đợi con ngủ xong rồi anh cũng lén qua bên đó. Con muốn qua đây đưa má qua bên đó để chứng kiến cảnh này, để không thôi má lại nói con đặt điều. Anh ơi, mở cửa đi. Má kiếm anh nè. Đây đây. Anh, bà chủ nhưng mà ai qua kiếm kìa. Anh về đi. Mở cửa đi. Mở cửa nhanh lên. Về đi. Em ra mở đi. Nó anh về rồi, không ai thấy anh đâu. Trời. Nè. Đừng bắt anh ra. Dạ, chào má. Chào mợ. Mày đi qua đi. Má dặn đêm nay ở phòng tao, mà mày dám đùa với chồng tao nữa đây qua đây với mày hả? Nè, con bị điên hay sao vậy? Phải, nó đang có bầu đó. Con muốn điên lên đây nè. Đi với phòng. Kêu chồng nó ra. Lương à, má nè. Có má nè, đừng có sợ. Không, con trốn rồi, đừng lôi con ra. Má nói con nghe nè, vợ con nó nổi giận như vậy là cũng đúng. Đêm nay là con phải ngủ ở phòng nó, tự nhiên con chạy trốn qua đây làm chi? Hơn nữa, con Huệ nó đang có bầu, con phải kiêng cử chuyện vợ chồng để cho em bé được khỏe mạnh, chứ con qua ngủ như vậy lỡ có gì nguy hiểm cho em bé thì sao? Ủa, vậy em bé bị sao hả má? Ừ, con về bệnh ngủ đi. Sáng mai thức dậy, má giải thích cho nghe. Từ giờ trở đi, con phải biết lo cho em bé. Làm cha rồi, thì phải nghĩ tới con của mình chứ. Dạ. Má ơi, con thương em bé lắm. Ừ, vậy thì á, đi theo má, má đưa về phòng. Từ rày về sau, tối là phải đóng cửa phòng lại, không có được mở cửa cho nó nghe không? Dạ, con xin lỗi má. Anh về, em ở lại giữ em bé cẩn thận nha. Con về đi. Thu tiền có mấy chỗ mà đi gì lâu dữ vậy không biết. Tính cho đi ra ngoài cho đỡ bứt rứt, khi thấy bụng con Huệ ngày càng lớn. Mà nó đi kiểu này á, chắc mày mốt không dám thả cho Điền mình nữa. Kệ đi má, lâu lâu cứ để vợ con đi chơi một bữa có sao đâu. Đi càng lâu càng tốt. Nhưng nó đi thu tiền rồi ôm trong người, má cũng lo. Vậy mốt má cho người theo vợ con đi. Cái thằng, sao hôm nay nghĩ ra được chuyện này hay quá vậy con? Con trai của má mà. Má, má coi con hạt này đi. Lúc mà xếp nó, con ước là có con trai. Má thấy nó đẹp không? Đẹp, con xếp đẹp lắm á. Lương nè, mai mốt con Huệ mà nó đẻ con trai, con muốn cái gì má cũng thưởng. Má thưởng cho người đẻ, con có đẻ đâu mà má thưởng chi? Không có con sao nó đẻ, nên má thưởng cho con là đúng rồi.
Vậy hả? Ừ. Vậy má thưởng con đi, xong con thưởng lại nó. Trời đất ơi, sao hôm nay biết nghĩ ra được chuyện lắc léo vậy vậy? Thì con trai của má mà. Má. Hả? Má cười đẹp quá à. Nhìn vui lắm á. Sao hồi giờ má không cười? Ừ, thì từ bây giờ má cười hoài luôn cho con vui, con chịu không? Dạ chịu. Ừ. Dạ. Con mời má uống cam mật ong. Mời anh uống cam mật ong. Quế, em qua đây ngồi đi. Đi. Dạ thôi. À, em coi con hạt này nè. Anh phải xếp thiệt là đẹp để ước em đẻ con trai đó. Con trai của mình, em bé đang ở trong này. Trời ơi, em biết làm ra em bé luôn hả? Em giỏi quá à. Em giỏi quá à, Huệ ơi. Em bé ở trong này. Mấy người càng ngày càng coi thường tôi. Được lắm. Nếu như mấy người không còn tình cảm gì với tôi thì tôi sẽ bằng mọi cách để tài sản của mấy người thuộc về tôi. Hôm trước anh đã nói với em rồi, nhưng mà em không có tin. Bây giờ thì em lại thấy đúng. Má chồng của em lúc nào cũng tỏ vẻ ra là quan tâm em, còn bắt đầu cho em nắm những đầu mối về tiền bạc. Nhưng mà thực chất ra em luôn trong vòng kiểm soát và không có một chút quyền hành gì hết. Chuyện này con Huệ mà đẻ ra được con trai là coi như em thua trắng. Thuy, bây giờ em muốn anh giúp gì cho em nói đi. Thiệt sự bây giờ em rất là rối, em không có nghĩ ra được cái gì hết á, cho nên là em mới cầu viện anh đây nè. Bây giờ vậy, anh có hai cách. Một á, là mình sẽ đánh trực tiếp vào con Huệ và đứa con trong bụng của nó thì vị trí của em vẫn vững vàng. Còn hai, thâu tóm toàn bộ tài sản, quyền sinh sát nằm trong tay của em. Em chọn đi. Còn dễ làm như vậy lắm sao? Em làm thấy khó lắm đó. Anh nghĩ nếu như một mình anh hay một mình em thì có, còn hai đứa mình mà hợp tác với nhau, anh tin mình sẽ làm được. Nếu như vậy, em sẽ đặt niềm tin vào anh và em sẽ đền đáp công cho anh thật xứng đáng. Em nói vậy làm anh buồn đó. Anh chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm của mình thôi.